Chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô và các em cùng hệ thống lại kiến thức mà các em đã được học ở chương trình cấp 2. Các nhóm sinh vật. Người ta chia sinh vật ra thành 5 nhóm: virus, vi khuẩn, nấm, thực vật và động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật. Nhóm sinh vật đầu tiên đó là virus. Về đặc điểm chung, chúng có kích thước rất nhỏ, từ 12 cho tới 50 phần triệu mm, chưa có cấu tạo tế bào, chưa phải là dạng cơ thể điển hình và phải ký sinh bắt buộc. Vai trò của virus khi ký sinh thường gây ra nhiều bệnh. Nhóm sinh vật tiếp theo là vi khuẩn. Đặc điểm chung của vi khuẩn: có kích thước bé, từ 1 mm đến vài phần nghìn mm, có cấu trúc tế bào nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh, sống hoại sinh hoặc ký sinh, một số ít tự dưỡng. Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên và đời sống con người thì chúng phân hủy các chất hữu cơ, được ứng dụng trong công nông nghiệp. Ngoài ra, vi khuẩn gây bệnh cho sinh vật và gây ô nhiễm môi trường. Nhóm sinh vật thứ ba đó là nấm. Đặc điểm chung của nấm: cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít là đơn bào, ví dụ như nấm men. Cơ quan sinh sản là mũ nấm, sinh sản chủ yếu bằng bào tử, sống dị dưỡng, ký sinh hoặc hoại sinh. Vai trò của nấm: chúng phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ, dùng làm thuốc, thức ăn hay chế biến thực phẩm. Ngoài ra, một số nấm gây bệnh và gây độc hại cho các sinh vật khác. Nhóm sinh vật thứ tư đó là thực vật. Về đặc điểm chung của thực vật: cơ thể gồm hai loại cơ quan, đó là cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Cơ quan sinh dưỡng bao gồm rễ, thân, lá. Cơ quan sinh sản bao gồm hoa, quả, hạt. Chúng sống tự dưỡng, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài. Về vai trò của thực vật: thực vật có rất nhiều vai trò trong đời sống của chúng ta. Chúng cân bằng khí oxy và khí carbonic, điều hòa khí hậu, cung cấp nguồn dinh dưỡng, khí thở, chỗ ở và bảo vệ môi trường sống cho các sinh vật khác. Động vật. Đặc điểm chung của động vật: cơ thể bao gồm nhiều hệ cơ quan và cơ quan, vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, thần kinh, sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh với các kích thích từ bên ngoài. Vai trò của động vật: chúng cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguyên liệu và dùng vào việc nghiên cứu hỗ trợ cho con người. Ngoài ra, động vật còn gây bệnh và truyền bệnh cho con người. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu một số nhóm thực vật đặc trưng theo cái chiều hướng tiến hóa. Thì thực vật đơn giản nhất sẽ là tảo, sau đó tiến hóa hơn là rêu, quýt, hạt trần và hạt kín. Về đặc điểm của tảo là thực vật bậc thấp, gồm thể đơn bào và đa bào. Đơn bào có nghĩa là chỉ có một tế bào và đa bào là nhiều tế bào. Tế bào có diệp lục, chưa có rễ thân lá thực sự. Sinh sản sinh dưỡng và hữu tính, hầu hết sống ở dưới nước. Nhóm thực vật thứ hai là rêu, là thực vật bậc cao, có thân, lá cấu tạo đơn giản, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Ngoài ra, rêu sinh sản bằng bào tử. Chúng là thực vật sống ở cạn đầu tiên, nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt. Quýt điển hình là cây dương sĩ, có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Tiến hóa hơn quýt là hạt trần. Điển hình của hạt trần là cây thông, có cấu tạo phức tạp hơn, thân gỗ, có mạch dẫn, sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở, chưa có hoa và quả.
Hạt kính. Hạt kính là thực vật tiến hóa nhất trong các nhóm thực vật. Cơ quan sinh dưỡng có nhiều dạng: rễ, thân, lá, có mạch dẫn phát triển, có nhiều dạng hoa quả, có chứa hạt. Chúng ta so sánh giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm về số lá mầm, kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa và kiểu thân. Cây một lá mầm, số lá mầm là 1, cây hai lá mầm là 2, và dựa vào số lá mầm của phôi thì người ta sẽ phân biệt được đâu là cây một lá mầm, đâu là cây hai lá mầm. Kiểu rễ của cây một lá mầm là rễ chùm. Kiểu rễ của cây hai lá mầm là rễ cọc. Kiểu gân lá hình cung hoặc song song. Đối với cây hai lá mầm, kiểu gân lá là hình mạng. Số cánh hoa là 6 cánh hoặc 3 cánh. Cây hai lá mầm có 5 cánh hoặc 4 cánh. Kiểu thân của cây một lá mầm, thân cỏ là chủ yếu. Đối với cây hai lá mầm, kiểu thân bao gồm thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Ở chương trình của lớp 7, chúng ta được học các cái ngành động vật. Và cái ngành động vật đơn giản nhất đó là động vật nguyên sinh. Sau đó tiến hóa hơn sẽ là ruột khoang, dung dẹp, dung tròn, dung đốt, thân mềm, chân khớp và cuối cùng là động vật có xương sống. Động vật nguyên sinh, đặc điểm là cơ thể đơn bào, phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi, sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, sống tự do hoặc ký sinh. Ruột khoang, đối xứng tọa tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có hai lớp, có tế bào gai để tự vệ và tấn công, có nhiều dạng sống ở biển nhiệt đới. Dung dẹp, cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi lưng bụng. Ruột phân thành nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn, sống tự do hoặc ký sinh. Dung tròn, cơ thể hình trụ, thường thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức, cơ quan tiêu hóa từ miệng đến hậu môn, phần lớn sống ký sinh, một số ít sống tự do. Đặc điểm của ngành dung đốt, cơ thể phân đốt, có thể xoang, ống tiêu hóa phân hóa, bắt đầu có hệ tuần hoàn, di chuyển nhờ chi bên, tơ và hệ cơ, hô hấp qua da hay là qua mang. Thân mềm, có đặc điểm thân của nó mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa thường phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản. Thân mềm ví dụ như là con trai. Đặc điểm của ngành chân khớp, có số loài lớn, chiếm tới 2 phần 3 số loài động vật. Có 3 lớp lớn, giáp xác, lớp hình nhện, sâu bọ. Có phần phụ phân đốt và khớp động với nhau. Có bộ xương ngoài bằng chitin. Ngành động vật tiến hóa nhất đó là động vật có xương sống. Có các lớp chủ yếu: cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Có bộ xương trong, trong đó có cục sống chứa tủy sống, các hệ cơ quan phân hóa và phát triển, đặc biệt là hệ thần kinh. Trong cái ngành động vật có xương sống này, nó tiến hóa và người ta chia thành các lớp mà các em đã được học ở học kỳ 2 của chương trình lớp 7. Đó là cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Chúng ta cùng tìm hiểu các lớp này. Cá, đặc điểm sống hoàn toàn ở dưới nước, bơi bằng vây, hô hấp bằng mang, có một vòng tuần hoàn, tim hai ngăn chứa máu đỏ thẫm, thụ tinh hoàng ngoài, là động vật biến nhiệt. Lớp lưỡng cư sống ở dưới nước và cạn, da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi, hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim ba ngăn, tâm thất chứa máu pha, thụ tinh ngoài, sinh sản trong nước,
nòng nọc phát triển qua biến thái là động vật biến nhiệt, lưỡng cư ví dụ như là ếch nhái. Lớp tiếp theo là bò sát. Ví dụ của lớp bò sát là thằn lằn bóng hoặc là cá sấu. Sống chủ yếu ở cạn. Da và vảy sừng khô, cổ dài, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất, trừ cá sấu. Máu nuôi cơ thể là máu pha, có cơ quan giao phối, thụ tinh trong. Trứng có màng dai hoặc có vỏ đá vôi bao bọc. Giàu noãn hoàng là động vật biến nhiệt. Hai lớp tiến hóa của động vật đó là chim và thú. Về lớp chim, mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp, tim có bốn ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu tươi. Trứng lớn có vỏ đá vôi bao bọc, được ấp và nở ra nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ. Lớp thú, mình có lông mao bao phủ, răng phân hóa thành răng nanh, răng cửa, răng hàm. Tim có bốn ngăn, bộ não phát triển, đặc biệt là bán cầu não và tiểu não. Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ, là động vật hằng nhiệt. Chúng ta hãy cùng làm bài tập để thấy được sự tiến hóa của thực vật và động vật. Chúng ta hãy cùng điền nào. Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh. Đơn giản nhất sẽ là các cơ thể sống đầu tiên, sau đó sẽ tiến hóa thành tảo nguyên thủy. Tảo nguyên thủy sẽ có hai nhánh, một nhánh của nó phát triển thành tảo và một nhánh còn lại sẽ phát triển thành các thực vật ở cạn đầu tiên. Tiếp theo sẽ là rêu, dương sĩ cổ, dương sĩ, hạt trần và tiến hóa nhất sẽ là hạt kính. Hãy ghép các chữ cái A, B, C, E, G, H, I với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới động vật. Chúng ta đã được học rồi. Đầu tiên sẽ là động vật nguyên sinh. Tiếp theo là ruột khoang, dung dẹp, dung tròn, dung đốt, thân mềm, chân khớp và cuối cùng là động vật có xương sống. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.